Hẹn phố, miền văn kết nối yêu thương. Hẹn phố, nơi ấm áp những tình thân. Tôi nhớ tôi từng đọc đâu đó câu nói rất hay: đừng để những điều không làm ngày hôm nay trở thành tiếc nuối cả đời của bạn. Có thể lúc đó tôi chưa tin lắm câu nói ấy và cho rằng tại sao lại phải hối tiếc đến cả đời chứ. Đến khi lớn lên và trải qua nhiều chuyện, tôi mới hiểu rằng có những điều dù rất nhỏ nhưng có thể sẽ làm cho mình chạnh lòng và ray rứt suốt cả một đời. Không nhớ từ lúc nào tôi có thói quen thích ngồi một mình giữa không gian tĩnh lặng để suy nghĩ về tất cả sau một ngày vội vã đi qua. Cũng như lúc này đây, khi mà nhà nhà đã đi vào giấc ngủ say, tôi tự thưởng cho mình một tách trà thơm, ngồi an nhiên thả hồn vào trời đất mát lành những cơn gió nhẹ mùa hè. Cứ thế tôi hồi tưởng lại mọi thứ. Đoạn đường giờ này xe không còn chạy nữa. Tôi nghe rõ mồn một từng lượt khẩy nhịp của côn trùng xung quanh đây. Mấy chú thạch sùng dường như cũng đang hối tiếc điều gì mà đua nhau quằn mình tắt lưỡi. Qua ô cửa sổ hướng ra phía cánh đồng mênh mông, những làn gió thỉnh thoảng thổi mạnh làm cánh rèm mỏng tung bay như đùa giỡn với những vệt sáng của dần trăng rằm 16 rất nên thơ. Tôi nghĩ ngợi miên man về quá khứ, về hôm nay và về ngày mai nữa. Đất trời đêm trăng đẹp thật. Chợt tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ ho. Mấy chục năm rồi, mẹ hay trằn trọc không ngủ được. Có những khi tôi len lén nhìn, thấy mẹ vẫn còn thức và nhìn về một nơi vô định, suy nghĩ xa xăm điều gì đó. Tôi không dám làm rộn, sợ ngưng lại dòng cảm xúc trong mẹ. Rồi tôi nhớ lại, mới lúc chập tối đây thôi, khi tôi xoa bóp tay chân cho mẹ, mẹ nhắc lại những kỷ niệm một thời của mẹ với ngoại, mà có một điều lúc nào cũng làm mẹ canh cánh trong tâm, một lỗi lầm bất đắc dĩ mẹ vẫn hay kể lại cho chúng tôi nghe trong nước mắt. Mẹ kể, ngày trước ông bà ngoại rất khá giả, nhưng do những biến cố xảy đến mà sau khi ông mất, bà phải bán đi của cải, ruộng vườn bấy lâu ông bà gầy dựng. Những tháng ngày tuổi già sức yếu, bà ngoại đổ bệnh, không làm gì được nữa. Bà sống lay lất nhờ vào con cháu, mỗi người phụng dưỡng một ít. Nhưng thời buổi khó khăn, người con nào kha khá thì cũng không thể nhờ vì nhiều lý do. Còn những người con có hiếu thì lại nghèo khó, túng quẫn. Con muốn lo lắng, làm tròn chữ hiếu cho ngoại cũng không đủ khả năng. Cũng như mẹ tôi, mẹ muốn để ngoại sống bên mình, tiện bề chăm sóc cũng không được. Vì hoàn cảnh gia đình cứ bị chữ nghèo đeo bám kể từ ngày cha tôi bán sạch của cải để đi tìm hạnh phúc mới. Những ngày ngoại hơi khỏe một chút, mẹ bảo chúng tôi đón ngoại vào nhà chơi cho khuây khỏa. Những lúc ấy, ngoại hay nói thèm cái này, thèm cái kia. Có những thứ mẹ có thể đi mua thiếu người ta được. Nhưng vì nhà tôi cũng đã mua chịu và ghi sổ nhiều rồi, nên càng ngày các tiệm tạp hóa ít bán cho mẹ tôi nữa. Mà ngoại đâu có thèm gì cao sang lắm đâu. Khi thì ngoại nói ngoại thèm con mắm linh kho quẹt. Rồi thì ngoại thèm con cá lóc nấu cháo rau đắng đất, con cá rô đồng nấu canh rau má. Một món ăn mà ngày xưa ông hay nấu cho bà ăn. Thậm chí thèm cái kem chuối mà chị Bảy xóm trên mỗi ngày đi bán dạo. Lúc đắng miệng, ngoại nói với mẹ tôi, má thèm miếng tàu hũ xào bún khô, ăn với nước tương quá con ơi. Rồi ngoại thèm được coi cải lương xưa trên truyền hình đen trắng.
thèm khúc bánh mì Sài Gòn mà chị Tư mỗi khi đi làm xa mua về. Vậy đó, ngoại thèm. Thời ấy, anh chị em tôi muốn coi truyền hình là phải chạy qua nhà hàng xóm xin coi nhờ, chứ nhà không có truyền hình mà coi. Một bữa nọ, được chú Hai cảm thương đem vô cho mẹ tôi cái vô tuyến nhỏ trắng đen. Mỗi khi coi là phải chạy đi thuê cái bình để cắm sạc. Bật đài cạch cạch mãi mà có thấy hình chi đâu, vì không thu nổi sóng. Phần do cái tivi lâu đời quá rồi. Vậy mà mỗi lần ngoại vô chơi là mẹ mở cho ngoại xem, rồi hàng xóm xuống lại coi ké. Hôm nọ, chị Hai lãnh tiền công cắt lúa thuê được 20.000 đồng. Mẹ mừng quýnh lên, kêu anh Năm đạp xe ra đón ngoại vô chơi. Mua cho ngoại mấy cây cà lem, kem chuối, rồi nấu cho ngoại ăn món mắm linh kho quẹt. Mẹ dặn chúng tôi nói với ngoại là cả nhà đã ăn rồi, đây là phần của ngoại, để ngoại ăn cho ngon miệng. Nghe ngoại khen ngon mà tôi thèm thuồng, cứ cháy trong bụng cho ngoại ăn còn dư, để mấy chị em chia nhau vài miếng cơm cháy, chấm kho quẹt còn đọng lại. Một lần khác, sau giờ làm đồng, mẹ đem về một lon gô nước lèo thơm phức. Mẹ bảo của bà Sáu bán hủ tiếu ở xóm ngoài cho. Phải nói đây là món ăn rất đổi xa xỉ của gia đình chúng tôi thời ấy. Lâu lắm mới được mẹ mua 1.000 nước lèo về làm canh chan cơm mà ăn ngon như đám dỗ. Mẹ cũng giục anh tôi đón ngoại vô cho ngoại ăn cùng, thay vì hầm cho ngoại miếng xương như ngoại mong ước mấy nay. Dưới ngọn đèn dầu leo lét, lụng tim, cộng với ánh sáng của mảnh trăng thượng tuần đang khuyết, ngoại và cả nhà tôi chia nhau từng muỗng canh nước lèo, từng miếng cơm cháy thơm, hay từng khúc củ mì chị Hai dội hấp cơm lúc chiều. Không lâu sau, ngoại trở bệnh nặng, nằm liệt giường mấy hôm liền, không ăn uống gì được. Mẹ ra thăm ngoại, ngoại nói ngoại thèm làm sao con khô lù đù chiên rồi ăn với cơm nguội. Mẹ ghé qua tiệm tạp hóa của cô Năm hỏi mua thiếu ghi nợ. Năn nỉ mãi mà cô không chịu bán, vì mẹ đã nợ cô mấy chục ngàn rồi chưa trả được. Năn nỉ hoài cô vẫn từ chối. Mẹ trở về kể lại cho chúng tôi nghe trong nước mắt. Mẹ bảo anh chị tôi chạy mua mấy quán khác xem sao. Nhưng ai cũng trở về nhà tay không với câu trả lời: mẹ bay thiếu nợ lâu trả quá rồi. Thế rồi giữa đêm, đám côn trùng rủ nhau hòa tấu khúc nhạc quen thuộc. Mấy chú thạch sùng trân mình trên cột nhà, tặc lưỡi thành những âm thanh gõ sâu tận lòng đêm. Chiếc đồng hồ cũ kỹ mẹ giữ lại từ ngôi nhà xưa cứ vô tình xoay lách cách như nhịp tim mẹ đang đập vì nỗi lo xa ngoại. Bất ngờ cậu Út gõ cửa gọi to: chị Năm ơi, má đi rồi. Ngoại đã đi xa, đi xa không về nữa. Rồi chiều nay trong gió anh nhớ trời, con ngồi đây tiếng ai ru hơi, ơi thời ru chứ chẳng nghẹn lời. Được ngày xưa ngoài luôn chăm sóc cho giấc lòng trưa, giờ đây trong nắng mấy ngày liền, mẹ không nói, không cười, mà cũng không khóc. Một con khô mẹ cũng không mua nổi cho ngoại ăn lần sau cùng. Mẹ ngồi co ro một góc. Lúc ấy, tôi nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi. Năm tháng rồi sẽ trôi qua nhanh, qua nở rồi sẽ tàn,
trăng lên rồi sẽ lặn, mọi thứ rồi cũng sẽ đi vào nguôi ngoai và lãng quên. Thế nhưng có rất nhiều điều tuy nhỏ nhặt thôi, nhưng một lần trót lỡ hẹn, ngàn năm sẽ khó tìm. Thế mới thấm thía câu: đừng để những điều không làm ngày hôm nay trở thành nuối tiếc cả cuộc đời. Thank you.